cả anh em đến tới Thông Bay Lóc kênh giải trí. Chúc cả nhà xem cờ liếc nghèo khổ cúng dường ba cốc nước lọc, phước báo đến chỉ sau 5 phút. Một câu chuyện vô cùng cảm động diễn ra theo cách không thể ngờ tới. Sự là hôm qua trên đường bộ hành về Gia Lai hội ngộ thầy Minh Tuệ, các sư chân Trí Minh Thành Đức Hạ đến khất thực tại một điểm dưới chân đèo Lò Xo. Vì nơi đây là một nơi hẻo lánh xa xôi xa trung tâm thành phố, nên đời sống người dân vô cùng khó khăn. Tuy nhiên hạnh khất thực của các vị sư thì không phân biệt giàu nghèo. Nhân duyên tới đâu thì họ sẽ khất thực tới đó. Chính vì người dân nơi đây quá nghèo khổ nên đã diễn ra những câu chuyện vô cùng cảm động. Gia đình đầu tiên các sư tới khất thực gồm hai anh chị, một bé gái và một chú cún hiền lành. Biết các sư đến khất thực chỉ là đồ chơi thôi, nhưng anh chị cười bẽn lẽn, vừa nở nụ cười vừa suy nghĩ sẽ tìm thứ gì để cho các sư đây. Sau một hồi chạy vào lục tìm trong nhà, chị mang ra được vài gói mì tôm. Tuy nhiên, trong mì tôm có vài thành phần mà các sư phải giữ giới nên buộc lòng gửi lại cho chị. Các sư hỏi chị có đường không? Chị trả lời rằng có một chút. Vậy là bé gái lon ton cầm lọ đường gian dở ấy, lấy cho mỗi sư hai thìa. Các sư chắp tay cảm ơn anh chị. Anh chị nở nụ cười bẽn lẽn đáp lại. Nhà thứ hai các sư đến khất thực, chủ nhà là một anh độ ngoài 40. Biết các sư đến nhà mình, anh có chút ngượng ngùng, có chút bối rối, gãi đầu gãi tai, bởi không biết nhà mình có gì để cho các sư đây. Thấy vậy các anh quay phim theo sau bèn gợi ý rằng, hay là anh hái rau cho các sư cũng được. Thế là anh bèn chạy vào vườn rau nhỏ, lác đác đôi ba cây của mình hái cho các sư hai nắm tía tô. Các sư hoan hỷ đón nhận và cảm tạ người anh trai. Nhà thứ ba các sư đến là một đôi vợ chồng trẻ. Nhà anh chị được quay hoàn toàn bằng những tấm ván gỗ thô. Ngoài cửa có một chú vịt cũng lon ton lại gần sư. Chị vợ cười ngại ngùng, nét mà người ta thường thấy ở những người dân tộc vùng cao. Nhà anh chị chỉ cần lướt ngang một cái là thấy hết mọi thứ rồi, đâu có gì đáng giá chứ. Chị vào nhà kiếm tìm, vẫn với nụ cười ngại ngùng ấy, chị quay trở ra với túi nhỏ dừa khô. Nhà thứ tư còn đáng thương hơn, các sư được chị chủ nhà xới cho một bát to rồi chia đều cho các thầy. Bởi thực sự, nhà chị còn gì đáng giá hơn cái nồi cơm ấy đâu. Nhưng đặc biệt nhất có lẽ là căn nhà thứ năm của một cụ ông và một cụ bà. Cụ bà thấy người lạ đến nhà, nhưng vô cùng niềm nở, chân cụ đi đôi dép tổ ong cũ kỹ, tay co ro trước ngực đi lom khom trước cái lạnh của buổi sáng sớm dưới chân đèo Lò Xo, được các anh YouTuber giải thích rằng các vị sư đến nhà mình khất thực, chỉ cần đồ ăn chay là được. Nghe vậy, vẫn với nụ cười ấy, cụ bà lò dò đi vào căn nhà tối mập mờ, có thể nhìn thông ra tận phía sau bởi ánh sáng từ bên kia cũng có thể lọt qua các khe hở khá lớn. Cụ lần tìm thứ gì đó, các sư và các anh YouTuber cũng hồi hộp chờ đợi xem bà sẽ mang ra thứ gì. Sau một hồi lục tìm, có lẽ nhà chẳng còn gì, bà trở ra với ca nước và cái cốc, trên môi là nụ cười bẽn lẽn của những người yếu thế. Bà chậm chậm từng bước một, như thể chờ đợi lời đồng ý. Liệu bà cúng dường một cốc nước có được không? Các sư thấy vậy liền đáp lễ với bà rằng, một cốc nước cũng là tấm lòng rồi à. Bà vừa mừng rỡ vừa có chút ngại ngùng, tiến từng bước tới, cẩn thận rót từng cốc nước một, bỏ vào bình bát của từng vị sư. Hoàn cảnh của bà, trái tim của bà khiến muôn người xúc động. Người phải đi khất thực, người chẳng có gì để cúng dường, tuy là hai thế giới nhưng số phận dường như chỉ có một. Họ đều là những người yếu thế, đều đối diện với những áp lực lớn lao của cuộc sống. Các thầy muốn thoát khỏi bể khổ để tìm sự bình an bằng con đường đi tu, vô tình gặp gỡ những số phận, những mảnh đời nghèo khổ, leo lắc héo hon. Các YouTuber chạy theo các sư thầy quay phim những ngày vừa qua thường bị trách là đám kền kền, lũ ăn bám, nay bỗng ai cũng dường như chết lặng. Dường như thứ gì đó đã chạm vào sâu thẳm trái tim, nhói lên từng đợt. Họ bỗng trở nên dịu giọng ân cần, muốn thầm đội ơn tấm lòng của bà. Thậm chí, có một anh quay phim đã chạy ngay ra phía xa, tìm một quán tạp hóa gần đó. 5 phút sau anh quay trở lại tạ ơn bà, bằng một thùng mì kèm theo một số tiền không nhỏ. Gieo nhân nào gặt quả đấy, gieo nhân tốt thì nhận trái ngọt là đây chứ đâu. Luật nhân quả đã ứng nghiệm vô cùng nhanh chóng, hiện hữu ngay trước mắt. Nó không đơn giản chỉ là thùng mì của anh quay phim, mà nó còn lan tỏa vô cùng mạnh mẽ trên toàn cõi mạng. Hàng nghìn hàng vạn khán giả bày tỏ bồi hồi xúc động, cảm ơn cụ bà qua các bình luận chia sẻ. Hàng trăm phần quà ngay buổi chiều hôm ấy cũng được một số mạnh thường quân tìm đến tận nơi.
để tạ ơn bà và những gia đình khốn khó mà tốt bụng ấy. Tâm can họ đã bị lay động, họ như những thiên sứ thực hiện sứ mệnh của luật nhân quả, ai gieo điều thiện lành thì xứng đáng được đền ơn. Chúng ta hãy cùng lan tỏa mạnh mẽ tình yêu thương ấy, để thế gian tràn ngập yêu thương, để ai ai cũng nhận ra rằng, làm điều thiện lành sẽ nhận phước đức. Cảm ơn Thầy Minh Tuệ, những duyên lành Thầy gieo giờ đã mang tới bao điều đẹp đẽ, nhờ hào quang của Thầy mà các vị sư trẻ được biết tới, được chú ý và có người đi theo để quay phim. Nhờ những hình ảnh ấy được lan tỏa trên mạng xã hội mà cụ bà được đền ơn, cha mẹ Thầy được báo hiếu, quê hương Gia Lai của Thầy nhận muôn vàng phúc lộc,